Quyền lưng chiếc bóng của người yêu thương cứ ôm mộng mơ theo ánh dương, tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu, vì đau mỗi lúc bước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn thiết tha. Người là ánh sáng trong trời xa xôi, còn riêng tôi đây sao xa vời. Xin chào cả nhà, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hôm nay là thế với một số anh em trong phòng sẽ tổ chức ăn mừng kênh đạt 100 người đăng ký, 100 subscribe. Đây là đang luộc thịt này, quay còn đây là cơm này, mấy anh em chưa nấu cơm, đây là cơm. Còn đây là thịt luộc để lát anh em ăn mừng, chúc ăn mừng kênh của Thế Công Nhân TV đạt 100k sub. Còn hai món này thôi, tại vì bây giờ thực sự cuộc sống rất khó khăn. Em đang đi làm ở ngoài, đi làm thuê, làm mướn, làm công nhân, nhưng mà hiện tại chưa có lương. Ngày 10 đến 15 mới có lương, nên hôm nay không có gì cả thì anh em mua khoảng mấy chục nghìn thịt để mình ăn mừng kênh đạt 100k sub. Đây mình đang ở ké với chỗ bạn mình chưa có chỗ ở, mình ở ké đây. Đây hôm nay ăn mừng 100k sub. Thế công nhân đang nấu thịt này, gần xong rồi, gần sắp chín này. Rồi lát anh mình 100k sớp cùng với anh em đây. Hiện tại thì mình đang ở chung với hai đứa em, hai đứa nó đang làm ở Lê Tân, mình đang làm công nhân ở chỗ công ty khác, không có chỗ ở nên mình xin ở ké với hai anh em ở đây. Ngon, trời ơi thơm quá. Rồi ra ra tiếp tục rồi mình sẽ review tiếp cho cả nhà. Nước mắm này. Như này nói xảy ra thôi, nó nhiều dầu thì cái độ màu quá, màu tí nó bắt màu. Bữa này của mình chuẩn rồi. Anh làm gì? Này. Anh ra. Không có. Rồi, vô đây được rồi. Ok. Ba thằng anh em đang mừng 100k sub đăng ký kênh của Thế Công Nhân TV. Mong cả nhà xem cho một tim, like, share và đăng ký kênh cho Thế Công Nhân TV được sớm bật kiếm tiền. Hôm nay thì mình ở chung với hai anh em để ăn mừng một bữa cơm, coi như là bữa cơm trưa luôn, ba anh em ăn. Còn thiếu hai thằng chưa về, ba anh em làm trước. Thì mong cả nhà xem hộ kênh cho Thế Công Nhân TV nhiều hơn. Rồi xong review cái này thì lát Thế Công Nhân TV sẽ hát tặng cho cả nhà một bài hát kể theo tuổi ánh sáng. Tôi không hay nhưng mà để có cái niềm đam mê, rồi có cái để mình nói lên những ngày ăn mừng. Oh yeah. Cho team, cho Thế Công Nhân TV một team. Rồi. Rồi. Anh em mở hay không? Hả? Mở bơ. Quay cái này chứ. Thế Công Nhân TV sẽ hát cover bài hát Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng để ăn mừng 100k sub để đạt kênh hôm nay. Những kênh TikTok của mình nó nhấp cái show cũng là đạt hơn người đạt đăng ký. Nên hôm nay mình sẽ hát tặng cho cả nhà bài này. Rồi. Hát không có nhạc nhé, vì sợ bản quyền đó. Nên mình hát cái này, mong cả nhà sẽ ủng hộ cho mình. Người yêu ơi, yêu em là lục đình pháo hoa, anh sẽ là con sông thiết tha. Mọi khoảnh khắc đều đưa ánh sáng chiếu soi. Người yêu ơi, là ngôi sao quá xa, anh xin thầm ước mong được là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời. Dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Nguyện lưng chiếc bóng của người yêu thương cứ ôm mộng mơ theo ánh dương, tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu, vì đau mỗi lúc bước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn thiết tha. Người là ánh sáng trong trời xa xôi, còn riêng tôi
trong đêm gió lạnh, tay nhẹ về đến lúc này nắng thương với nụ cười làm anh ngẩn ngơ đang theo đuổi ước mơ xa xa. Và anh biết không nên dừng lại, hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Nguyện nắm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đời theo ánh dương. Tựa như trước mắt những hận xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cao. Vì đau mỗi lúc những nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng trên trời xa xôi, còn riêng tôi biết đâu xa vời. Official sẽ cover bài hát Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng. Mong cả nhà sẽ ủng hộ cho kênh của Online Official bằng cách cho like, share và follow kênh trên cả TikTok và YouTube. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mời cả nhà sẽ nghe bài hát Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng. Và những ca khúc nào cả nhà yêu thích xin hãy để lại comment ở dưới để mình cover cho vui. Người yêu ơi, nếu em là lung linh pháo hoa, anh sẽ là con sông thiết tha. Mọi khoảnh khắc đều được ánh sáng em chiều rọi. Người yêu ơi, nếu em là ngôi sao quá xa, anh xin thầm ước mong được là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Nguyện lắm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương. Tựa như trước mắt những thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu. Vì đâu mỗi lúc ước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng trên trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sao xa vời. Người yêu ơi, nếu em là ngàn đom đóm bay, thêm sắc màu trong đêm gió lay. Nhọn tay nhẹ nhàng anh vẽ lên này một nàng thơ với nụ cười làm anh ngẩn ngơ, đang theo đuổi ước mơ thật xa. Và anh biết không thể khiến em dừng lại, hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Nguyện lắm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương. Tựa như trước mắt những thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biến bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi biết đâu xa vời. Tựa như chiếc bóng luôn ở sau lưng, cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương. Tựa như trước mắt những thật xa xăm, cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên cầu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao, nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Tình yêu như lúc mưa rào trong đêm, dù mưa tan thấy cầu vồng. Cảm ơn các bạn đã xem video cover của
Anh Anh Official xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà tháng 12 mùa Noel Giáng sinh sức khỏe bình an và luôn ấm áp thành công trong công việc. Xin cảm ơn rất là nhiều. Nhiều ủng hộ kênh cho Anh Anh Official nha nhiều, cũng như kênh của Thế Công Nhân TV và follow TikTok Anh Anh Official. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào. Hãy chào một team cho mình.